Có chuyện gì? Cả hoàng tộc nhà Lê đều bị Mạc Đăng Dung ra tay hành quyết. Hành quyết? Hoàng hậu, phi tần, thái tử, công chúa, tất cả đều bị hành quyết. Ôi ơi, xin đức vua hãy bảo trọng thân rồng. Cảm ơn ngươi vẫn còn một lòng lo lắng cho ta. Chẳng phải chỉ có duyên thần, mà khi giữa triều đình, Mạc Đăng Dung buộc các quan nhà Lê thảo chiếu truyền ngôi. Những tôi trung mộng giả một lòng, kẻ chỉ vào Đăng Dung chửi mắng, người quay đầu về hướng Lam Sơn, tưởng nhớ Bình Định Dương. Sự tử quỷ mình tỏ tấm lòng chung, kẻ hèn này thân phận nhỏ nhoi, nhưng cũng biết phân biệt chánh tà, sống với kẻ thù mà luôn nhớ về vua Lê. Tấm lòng son của ngươi thật là cao cả. Tiếc rằng nay mai đây ta cũng sẽ chết đi, không hẹn được ngày đền trả nghĩa kia. Con thấy đau, sao đến giờ này vẫn chưa thấy bóng? Xin đức vua hãy an lòng. Khi biết rằng đức vua muốn cho dòng dõi nhà Lê không tuyệt tự, nàng tự nguyện đến đây ân ái với người, là nàng đã xem thường cái chết. Vì vậy, thần tinh thủy đào sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Ta cảm ơn ngươi đã tìm cho ta một nàng nết na đức hạnh, và đã vì cơ nghiệp nhà Lê mà che giấu cho nàng được yên ả gặp ta giữa chốn ngục tu này. Rượu không? Ai muốn rượu không? Tiên của thủy đạo, thỉnh đức vua hãy lui vào trong. Thần sẽ thừa lúc đêm vắng không người cho nàng gặp đức vua như bao nhiêu lần trước. Tới đây rồi đừng có sao nữa. Nè, từ ngoài cổng thành vào đây, có ai để ý nghi ngờ gì cô không? Bán rượu đêm trong thành này đã nhiều năm nay, từ quan to, quan nhỏ đến các quân cấm vệ canh phòng đều biết mặt tôi, thì chú lo gì chuyện đó? Nhưng cẩn thận vẫn là hơn. Thôi, mau vào với đức vua đi. Có lẽ gặp đức vua lần này cũng là lần sau cùng. Vậy chắc là đã có ai biết được việc tôi vào ngục thất trong đêm. Chuyện này đã có tôi canh phòng cẩn thận, cô đào yên tâm vững dạ, không có ai biết hoặc nghi nan. Vậy thì tại sao tôi không thể tiếp tục đến với vua như thường nhật? Là do ngài bây giờ đã đổi ý, không còn thất lòng giết Mạc Phò Lê. Người nói đi để tôi tự liệu cho mình. Xin cô nào đừng suy nghĩ diễn dâm, dẫu có chết đi tôi cũng một dạ một lòng. Nhưng tình thế này không cứu vãn được đâu. Không cứu vãn là sao? Thôi thôi,
đừng có hỏi nữa, vào nhanh đi, lỡ có người trông thấy thì chết cả đám bây giờ. Thị Đào, hôm nay nàng đến trễ, khiến ta lòng dạ không an. Để đức vua chờ đợi, tiện thiếp có lỗi trăm phần. Nhưng vì phải tránh tai mắt của những người đang phò tá Mạc Đăng Dung, nên thiếp mới chậm chân, xin đức vua lượng thứ. Nói như vậy là để tỏ lòng ta rất sủng ái nàng, chứ nào ta có trách hờn gì nàng đâu. Thị Đào ơi, nàng có biết chăng giây phút ta với nàng được gần nhau là phút giây vàng ngọc. Vừa rồi người cai ngục báo rằng thiếp gặp đức vua lần này là lần cuối. Giờ đức vua lại nói với thiếp, giây phút ta được gần nhau là phút giây vàng ngọc. Thiếp linh cảm như sẽ có chuyện chẳng lành xảy đến với người, có phải vậy không? Thị Đào, chắc nàng cũng đã biết rồi, việc hoàng tộc nhà Lê đã bị Mạc Đăng Dung hành quyết. Vâng, vừa rồi thiếp đã có nghe. Trảm thảo phải trừ căn, nhổ cỏ không dại gì chúng không nhổ cho tận gốc. Vì vậy mạng sống của ta giờ đây có khác nào như chỉ mành treo chuông. Như ngọn đèn dầu lập lòe trước gió, không biết khi nào chuông rơi đèn tắt. Không biết khi nào ta với nàng vĩnh viễn xa nhau.
nghiệp nhà Lê. Nếu còn phước duyên thì thiếp tin ước nguyện của người sẽ được Phật trời thánh thần chứng giám. Thiếp xin người hãy an lòng giữ cho thân vàng được an khang. Dù ta đã lắng nghe chính em thốt ra những câu nói từ con tim vẹn nguyên chung tình không già vui, rằng kết quả bao đêm chút tình em lưu lại mai này trải qua nàng chiếc bóng riêng mang để nhà Lê có vua ngày mai dĩ nghiệp dựng cơ. Lại nhiều lần để cho niềm vui trong ta được nhân lên cao dời dời, để cho ta tin mai này còn có người tiếp nối nghiệp nhà Lê. Dầu chưa biết ngày nàng nở nghĩ khai qua, con của chúng ta nó sẽ là trai hay gái, nhưng khi dòng máu Chiêu Tông còn lưu lại thì thiên sẽ quay về Phò Lễ dựng nước. Xin Đức Vua hãy tin lời của Tiện Thiếp. Nhờ sự sắp bài và che chở của quan giữ ngục mà Tiện Thiếp đã kề cận được quân viên trong đêm trao gửi. Sau đêm ấy Thiếp cảm nhận rằng mình đã không an giọt máu. Tình duyên không có buổi xuân dày, giờ bị cầm giam ta mới thấy yêu trời cao đất rộng, yêu những cánh chim chiều về tổ reo vui. Ơi những người dân sống thanh bần lam lũ chất chiêu, không gấm lụa chẳng cũng son mà vô vàng hạnh phúc. Nếu biết làm vua mà nói chìm trong vinh nhục, ta đã chọn cho mình vui thú điền viên. Em về cắt lạc đánh tranh, chặt tre chẻ nứa cho anh lợp nhà. Sớm hôm hòa thượng đôi ta còn hương gác tía lầu hoa lụy phiền. Phải chi thiết với người là đôi trai gái ấy, chắc giờ phút này lòng thanh thản yên vui. Quê cảnh nghèo dắt đất mái tranh, mà hôm sớm thuận hòa duyên mây trung. Nhưng đó chỉ là ước mơ không có thực, vì giông tố đang chực chờ làm cho lưu ngã đầu. Thiếp đã trao cho người đời con gái trinh nguyên, chỉ vì muốn nhà Lê không tuyệt từ. Khi làm được việc đúng như lòng vua ước nguyện, thiếp thấy đời mình hạnh phúc vô biên. Dù mai này đất bằng nổi cơn sóng dữ, thiếp cũng cam tâm dù thân xa không còn. Nguy rồi, nguy mất rồi, Thị Đào, mau rời khỏi nơi này nhanh lên. Có chuyện gì vậy cái ngục? Mạc Đăng Dung đã truyền lệnh cho người đến đây bắt Đức Vua đem đi giết.
ta đã biết trước sau gì cũng có giờ này. Thị Đào, đây là tín vật nhà Lê, từ nay nàng thay ta gìn giữ. Giờ hãy mau tìm lối thoát thân, nhớ đến một phương xa mai danh ẩn tích. Trước tránh tai họa, sao bảo vệ giọt máu chiêu tông, chờ thời cơ dừng nghiệp bảo toàn gian sang. Nhà Lê trở lại cơ đồ vững an, ấy là do công lớn của Thị Đào. Ta xin cảm ơn người con gái như nàng. Lời của vua ân cần căn dặn, thiết giám nào sao lãng trong tâm. Một ngày thành thân tình sâu nghĩa nặng, nên phút chia lìa cũng nghe khổ nghe đau. Kẻ ở người đi vĩnh viễn biệt ly, mấy ai vững vàng lòng không trao đảo. Xin hãy nên đường rời khỏi đây mau, nếu chậm phút giây hiểm nguy không cứu được, càng luyến lưu chỉ thêm vướng bần. Có duyên phận nàng lận đận, trên bước đường bảo vệ thai nhi, chúc cho nàng thương lộ bình an. Vĩnh biệt chi tông, phải lên đường. Vĩnh biệt tình nương, vĩnh biệt Thị Đào. Mạc Đăng Dung, diêu tông này đang chờ ngươi hành. Đói bụng sớm quá vậy kìa, đợi tới giờ ngọ mới thọ trai, chắc là hồn rời khỏi xác quá. A Di Đà Phật. Bà Thiên Mụ ơi, mâm trái cây này thầy tôi cúng cho bà, sao bà không ăn? Nếu bà không ăn, bà cho tôi xin một trái nha. Tôi đang đói mới hỏi xin bà, bà không cho thì thôi. Bà làm gì bà ngó tôi dữ vậy? Tôi chơi với bà vậy thôi, chứ tôi không có xin gì của bà đâu mà bà đứng đó canh chừng tôi. Để tôi ngồi gần bà đọc kinh cho bà nghe. Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ quẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Hành thâm là hành sâu, no thì hành được, chứ đói muốn rã ruột làm sao mà hành. Bà này sao cứ nhìn mình hoài, muốn lấy một trái ăn cho đỡ đói, làm sao dám lấy. Phải rồi, mình lấy dây thắt lưng bịt mắt bà lại thì tha hồ mà ăn. Đố bà thấy. Bà Thiên Mụ ơi, tôi đùa với bà chút cho vui, lát tôi mở giải che mắt cho bà, chứ tôi không bịt luôn đâu, mà đừng giận tôi nha. Bà ráng chờ tôi chút xíu nữa nha bà Thiên Mụ.
Con đang làm gì đó? Bạch thầy, con... Con đang ăn gì vậy? Bạch thầy, con ăn trái cây. Trái cây ở đâu con có? Bạch thầy, bà Thiên Mụ cho con. Tội lỗi, tội lỗi. Ai dám lấy dại bịt mắt của bà? Bạch thầy, chính là... Chính là con đây cố tình bịt mắt để cho bà ta không thấy. Việc con trộm quá trong mâm, lén lúc ăn khi đói lòng. Giờ thầy đã bắt tận tay, con dám nào không khai. Thầy do xót thương thân quần, gia cảnh nghèo một mẹ một con, mồ côi cha từ lúc chưa lọt lòng nên mới nhận lời chở che. Những tưởng con chăm lo kinh kệ tu hành, nào ngờ giờ đã sanh tâm. Thầy ơi, vì bụng đói nên gây ra nông nổi, lỗi mới lần đầu, nguyện không tái phạm lần sau. Đã biết lỗi rồi, sao chẳng kiếp mau mau mở dải che mắt cho bà Thiên Mụ. Dạ dạ, con mở liền ngay đây. Tôi đã nói với bà là tôi chỉ giỡn chút cho vui, vậy mà bà đi mách cho thầy tôi biết. Được rồi, bà đợi đấy. Con đang làm nhảm gì đó chợm? Dạ bạch thầy, con đang xin lỗi bà. Con có biết hành động lén lút lấy của người là mang tội gì không? Dạ bạch thầy, tội trộm cắp. Nghiệp trộm cắp là sao? Dạ bạch thầy, nghiệp trộm cắp là thấy tài bảo người thầm khởi tâm tà, phá khóa cải then sờ bao mò túi, thấy của thường trụ lòng giấy khởi tham, trộm của nhà chùa không sợ thần giận, không những vàng ngọc mới mắc tội to, ngọn cỏ cây kim đều thành nghiệp trộm mà. Lành thay, thầy khen con thông minh sáng dạ, kinh sách miệt mài câu cú lào thông. Nhưng con phải nhớ rằng văn tự Phật ngôn chỉ là lời mách bảo, còn nếu có học nhưng không hành như nói ăn mà vẫn đói. Phật pháp hầu nhiệm thâm sâu, Phật pháp nan văn dân thân nan đắc, ta có phước duyên bao đời nên được mang thân người và nghe kinh hiểu pháp. Ngũ giới cấm thầy đã dạy khuyên, từ đây con nguyện tinh tấn giữ gìn. Được vậy thầy rất vui mừng, nhưng vừa rồi tội trộm đã gây, nếu không sám lỗi trước khó tránh lỗi sao. Thầy muốn ngay đây con quỳ trước tượng bà, niệm khởi chân thành sám hối từ tâm. Đã đến ngọ, nhưng con phải ở ngoài này sám hối. Khi nào thầy cho phép con mới được đến trai đường thọ thực. Thôi, thầy vào hậu liêu ngơi nghỉ. Phật dạy từ bi hỷ xả, tôi đói nên mới mượn thực vật của bà để ăn, vậy mà bà không có hỷ xả từ bi. Bà mách nước cho thầy tôi biết, báo hại tới giờ thọ thực mà tôi không được ăn, phải ở ngoài này quỳ sám hối. Được rồi, tôi sẽ đài bà đi khỏi nơi này, cho bà bỏ cái tật mách lẻo ha. Mười tai mười mắt mà không giúp gì được cho ta, thật là vô tích sự, phải đài bà đi phương xa. Chóm con. Mẹ, sao hôm nay mẹ lại đến đây?
Thì thỉnh thoảng mẹ cũng phải đến thăm con, xem con trai của mẹ việc học hành kinh kệ tới đâu rồi để mẹ mừng vậy mà. Tưởng chuyện gì, chứ chuyện học hành của con mẹ đừng có lo. Thầy thường khen con thông minh, sáng dạ, không ai bằng. Và tinh nghịch cũng khó ai qua, phải vậy không? Dạ. Đã không ít lần mẹ gặp ân sư của con, người rất vui. Và cho mẹ biết tất cả sự tình, nói chung đều tốt. Con của mẹ hiền lành, hiếu học thông minh, ham thích kệ kinh. Và nhớ rõ như in, sau khi đã học những lời Phật dạy, nếu như mẹ không tin con đổ tài ngay. Bát đại nhân giác, bát đại nhân giác là tám điều giác ngộ của bậc đại nhân. Giác ngộ thứ nhất: thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sinh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thị ác nguyên, hình di tội tẩu, như thị quán sát, tiệm ly sanh tử. Con của tôi. Mẹ. Trời đất chở che, nên dù trôi dạt đến xứ người, nhưng con của tôi vẫn lớn lên cùng năm. Đã 15 năm, con của mẹ vừa tròn 15 tuổi. Thật là tôi nghiệp biết bao nhiêu. Suốt 15 năm, phụ tử che liều con trẻ của mẹ. Là con lắm tôi buồn, đã đôi lần thầy gian hỏi về cha, con nghẹn lời cuối mặt làm thinh, mặn cho nước mắt tuôn trào, mặn cho tháng lại ngày. Về cha mà tôi đớn đau như ai dò ai xem. Nếu từ lâu nỗi sầu không che trong lòng con sâu nặng, thì mẹ cũng biết mấy lần hơn khắc khoải. Đã 15 năm heo hắt tuổi xuân hồng, từ khi trong lòng mẹ con chỉ là hòn máu chưa tửu hình, thì cha con đã chết đi. Cha con chết vì một cơn bão bệnh, bỏ mẹ trên đời với bụng chứa dạ mang, sanh con ra trong cảnh đói nghèo cơ cực, nhờ sự ấm thương yêu đừng mộng mơ. Trời ơi, mãi đến 15 tuổi đầu con mới biết là cha đã chết rồi.
con ngày xưa ấy ra sao? Là người sang hay hèn như mẹ con ta trong hiện tại vậy mẹ? Nay con đã hỏi thì mẹ cũng cần phân tỏ cho con rõ về cha và hiểu phận mình. Cha con họ Lê, dòng dõi triều đình Lê Thái Tổ xưa kia đánh đuổi giặc Minh làm vua Đại Việt, bình định Dương Gian lừng tên tuổi còn lưu. Rồi trải qua bao cuộc biến thiên, cơ nghiệp nhà Lê nay về tay kẻ khác. Cha con mất nhưng còn đây lời ủy thác, chính là con võ máu lưu truyền. Mẹ nói sao con nghe vậy? Chứ con biết phải làm gì khi hiểu được rằng con là dòng dõi nhà Lê? Việc này mẹ nói chỉ để con nghe, con phải kín miệng, đừng cho ai tỏ tường thân phận. Mẹ ơi, mẹ đã vì con 15 năm vất vả, nay con lớn khôn rồi đâu thể nhìn mẹ khổ đau thêm, đâu thể ở mãi trong chùa vui với tiếng kể lời kinh, bỏ mặc cho mẹ giữa trần đời xuôi. Kể từ hôm nay con sẽ về với mẹ, khuya sớm cận kề con mẹ bên nhau. Dẫu sống trong khổ cực gian lao, con cũng vui vì chữ hiếu lo tròn. Ngày ngày con đi làm thuê làm mướn, thay mẹ đã lâu rồi một năm. Mẹ có con, cửa nhà không còn quạnh quẻ, ấp lạnh quán nồng, đời mẹ có còn lo. Mười tai mười mắt mà không giúp được gì cho ta, thật là vô tích sự. Phải đài đi nơi khác. Thôi thôi, đúng rồi. Chớm. Dạ. Con gỡ tấm giấy đó cho thầy. Dạ. Bạch thầy, chắc là thằng Chổm con tôi nó đã làm nên chuyện gì? Thí chủ có mặt ở đây thật là đúng lúc. Vừa rồi, chú Tiểu Chổm đã phạm một trong ngũ giới cấm. Bần tăng buộc chú ấy phải sám hối trước tượng bà Thu Mụ. Không ngờ, chú lại viết mấy dòng chữ này dán lên ngực của bà. Trong khi chợp mắt, bần tăng thấy bà hiện đến bảo rằng nhà vua đói nên mới ăn, sao lại buộc ngài sám hối để ngài đuổi ta đi? Vậy phải xin lỗi ngài để ngài tha cho ta. Giật mình tỉnh giấc, bằng tăng dội đến nơi đây mới hay, cớ sự như vậy khiến cho bần tăng phân vân, chưa biết hư thật ra sao. Chị thí chủ hãy mau mau cho bần tăng thấu rõ tận tường về thân phận của mình, để bần tăng liệu lo. Kính bạch ân sư, về gia cảnh giới ân sư con đã phân bài, phần tôi cuốc lạc loài, con kẻ chưa lọt lòng đã mất cha. Mai nhờ ân sư bao năm qua nuôi chốn nên người, nghĩa ân như non thái cao vời, thì con nào dám vui dàng. Con vì nghịch ngợm ham vui đã viết nên những dòng chữ vô tình, nào hay đâu trong cõi vô hình lại có điều linh đứng. Nếu vậy thì bằng tăng suy đoán cách gì chớm có
thần thánh phải nghe theo. Ý chết, thân phận mẹ con tôi là kẻ quê mùa dốt nát, thì làm gì thằng chỏm có chân mạng đế chương. Xin ân sư hãy giữ kín chuyện này, vì tai vết mạch rừng, lỡ có ai hay biết thì chắc mẹ con tôi không có chỗ dung thân. Thằng chỏm tính nghịch ngợm không chừa, để nó ở lại đây sẽ làm cho ân sư thêm phiền toái. Thôi thì tôi xin được đem nó về nhà dạy dỗ, khi nào nó ngoan ngoãn tôi sẽ đưa nó đến đây gửi gắm cho ân sư. A-di-đà-phật. Trước khi hai vị rời khỏi nơi này, trong tất cả bần tăng xin có đôi lời. Nay gặp thế thời, đang trong lúc nhiễu nhương, nếu chưa tường đâu giá đâu chân, che dạng dấu hình, cần ẩn mình giữ thân. Cảm ơn ân sư đã có từ tâm, mắt ngõ chỉ đường, trí tuệ của bậc tu hành đã tận tường lục trong. Con đi rồi không biết bao giờ trở lại, để được kề cận bên thầy. Tiểu thí chủ ơi, bần tăng vô cùng hổ phước khi nhận ra đây là người con hiếu thảo. Tuy nay thân phận như chiếc thuyền đang trông trên trong giông bão, nhưng ngày mai khi hết bão giông, thuyền sẽ cập bên an lành. Ấy là hậu duyên chân mạng trời danh. Nếu sau này thí chủ có trở thành người sáng cả, xin nhớ ngày hôm nay vất vả lên đơn. Ai có đau khổ mới thương kẻ khổ đau, người thường thiếu cơm thiếu áo mới thương người đói lành. Kẻ tu hành này lấy làm chính hành, vì thời gian qua được kề cận bên người. Không biết ngài tiểu thí chủ rỡ ràng danh phận, bần tăng có còn được sống hay không? Thôi thì bần tăng xin nói lời đưa tiền, hãy lấy tâm từ mà trị nước an dân. Trị nước an dân là sao hả mẹ? Mai này khi lớn khôn, mẹ sẽ giải thích cho con nghe. Bây giờ con xin phép ân sư theo mẹ về mau. Bạch thầy, con xin phép thầy con về nhà ạ. Bạch thầy, con về. Đi con. Thiện tai, thiện tai. Mình biết chắc là thường ngày nó đi qua đi lại trên đường này nè, sao hôm nay biến đi đâu mất không thấy nữa. Lạ thật, thằng nhỏ chắc có đi ngõ nào rồi, nó biệt tâm biệt dạng. Xin lỗi, ông anh đang chờ ai ở đây? Còn ông anh cũng đang chờ ai đây? Chờ ai thì có chờ, nhưng mà nói rõ cho ông anh biết cao danh quý tánh của người đó thì không có được. Tôi cũng vậy, tôi cũng không thể nào cho ông anh biết là tôi đang chờ ai. Chào anh.
lớn nhất ở làng này phải không? Không dám. Chào chị. Chàng ơi, anh ba. Sao rồi? Độ này quán xá của anh có còn đông khách không? Chị hỏi làm chi vậy? Hỏi để lập bàn trù, trù cho quán tôi ế ẩm hả? Anh nói gì vậy anh ba? Do là chỗ cùng làng nước với nhau, ngày ngày chúng ta thường qua lại con đường này, nên quen mặt biết tên. Chẳng lẽ gặp nhau chỉ nhìn nhau không một tiếng hỏi chào? Anh thử nghĩ làm như vậy có ích chi, chỉ để thiên hạ kinh nghi. Nghe thì rất nghĩa tình, lời như mật ngọt, nhưng tôi đã tận tường. Xưa nay có mấy khi cùng nghệ với nhau, chẳng cạnh tranh nhau. Chỉ quan tâm quán tôi không vì tốt bụng, mà thầm mong cho quán của chị đắt hàng hơn, đúng không? Tôi nhớ rồi, nhà chị ở ngã tư, chị đến xứ này chừng một năm dư. Chồng chị là cai ngục từ nhà Lê đến nhà Mạc. Chồng tôi đã từ quan không còn là cai ngục, nay về đây đúng không? Không còn làm quan về đây làm dân, chuyện đó ai nói làm gì? Nhưng mấy năm nay gia đình của chị sống bằng nghề qua lại xứ Lào buôn bán, thì cứ nghĩ mà làm, lý do gì mà mở quán cơm quán nước? Lý do gì chứ? Chị trả lời đi. Chị có biết là từ khi cái quán của chị ra đời nè, cái quán của tôi á, nó tồi tệ lắm không? Chị biết không? Quán của tôi cũng tả tơi bầm dập. Bằng cách nào mà chị kéo hết khách của chúng tôi về hết quán của chị vậy? Không giấu gì hai anh, mấy ngày đầu mở quán tôi cũng đâu có bán buôn gì được. Nhưng từ khi có một thằng nhỏ tuổi trạc 15 nó vào quán tôi xin cơm ăn mỗi khi đói bụng, bỗng nhiên từ đó khách khứa vào ăn ở quán tôi tấp nập. Nhờ vậy mà cuộc sống của vợ chồng tôi cũng khấm khá hơn xưa rất nhiều. Những lúc đầu tiên tôi không để ý quan tâm đến chuyện này, bỗng dưng chân lo dài hơn bán buôn lại ê quán luôn vắng người. Nhưng rồi có nó mỗi ngày, sáng chiều bán chẳng ngừng tay, suy đi nghĩ lại không sai chút nào. Nhờ thằng nhỏ tương tin nó đó, nó đến nơi nào nơi đó giàu sang. Ý rồi ba bốn bữa nay nó đâu biết dạng nên tôi đi tìm. Đúng là nó rồi. Có nhiều lần nó đến quán tôi ăn thiếu, thấy nó cũng dễ thương nên tiền thiếu tôi chỉ ghi sổ cho có lệ thôi chứ đâu có đòi. Nhưng khi để ý tôi mới thấy chuyện rất kỳ. Ngày nào mà có nó vô quán của tôi á, y như rằng ngày đó quán tôi đông như ngày hội vậy đó. Thằng nó tên Chởm phải không? Đúng rồi, nó tên Chởm. Cũng y chang như trường hợp của anh. Thằng Chởm cũng đến quán tôi ăn thiếu. Tiền nó thiếu, nếu cộng sổ thì cũng không phải ít. Nhưng dường như cái thằng đó là ông thần tài hay sao á, vì ngày nào có mặt của nó trong quán thì cũng y như rằng ngày đó nhà tôi không có tài lộc thì cũng có tin vui. Mấy hôm nay tôi có ý trông mà nó không đến, vì vậy tôi mới đi tìm nè. Thì ra lúc nãy anh đứng đây trông ngóng là ngóng trông cái thằng Chởm đó phải không? Dạ anh cũng vậy chứ gì. Bởi mấy hôm nay quán tôi ế vậy, ế vậy vô cùng thậm tệ. Vì vậy tôi mới đứng đây cố tình kiếm tìm thằng Chởm, năn nỉ đưa nó về nhà cho nó ăn hoài. Dù là ăn thiếu nhưng được đông khách hàng, tính ra đâu có lỗ. Cầu mong nó đến đây liền. Anh tính sao tính coi cho được, tôi không chịu anh làm ngang ngược. Anh phải nhận mình là kẻ đến sau, còn tôi nè mới là người tới trước. Lúc nãy tôi có mặt nơi này chỉ một mình, chưa có ai á. Nếu bây giờ thằng Chởm nó tới đây, tôi ưu tiên đưa nó về nhà. Xin thưa với hai anh một chuyện, thú thật tôi cùng với hai anh một bụng à. Sở dĩ tôi cùng đến nơi đây
là cũng để tìm chỗ ra thăm chỗ, cũng muốn đưa cậu ấy về nhà. Nhất định rồi, chọn phải theo tôi. Nhất định rồi, chọn phải theo tôi. Theo ai, hai anh nên chờ. Chờ gì nữa? Chờ gì nữa? Chờ ý của cậu chổm xem coi cậu ấy bằng lòng theo về nhà ai cái đã. Vui thay khi đói nhưng mai thì còn thương ta. Thương ta nên trời xuôi ngó người cho ăn hoài. Mình yên tâm chẳng lo nhung nhân, tiền luôn có trong tay bao người cho dai. Không cần trả ngay. Chú Một. Chú Một nè. Chú Hai. Thì chú Hai đây chứ còn ai nữa. Dì Ba. Dữ hồn. Tưởng đâu cậu Trộm đã quên tôi rồi chứ. Làm sao cháu quên được chú Một, chú Hai, dì Ba. Bởi cháu còn mang nợ nần của ba người rất nhiều mà chưa trả nổi. Nhưng không phải chỉ có mình chú Một, chú Hai, dì Ba không đâu. Mà hầu như ở trong làng này ai cũng có đem tiền đến cho cháu mượn, mỗi người một ít hết á. Con thiếu nợ nhiều lắm á. Hả? Có chuyện này nữa sao Trộm? Dạ, chuyện làng vậy nè. Không hiểu sao dân trong làng này lại truyền miệng với nhau rằng cháu là một quái nhân, là người đem đến vận may. Mỗi lần gặp cháu là mỗi lần đời họ đổi thay, của tiền tài lộc vào tay. Vì thương mẹ sống đời cơ cực nên mượn tiền lo cho mẹ nó lòng, ngờ đâu giờ nợ chất chồng. Theo tôi về nhà chôm xe yên tâm, anh uống ngon lành cơm nước đầy thâm. Quán của tôi cậu Chổm biết rồi, tự do đi đứng nằm ngồi. Quán tôi nghèo nhưng sẵn sàng mời cậu, dân một làng cần phải thương nhau. Có lẽ từ đây cháu phải sống bằng đôi tay của mình, đôi tay cần cù lao nhọc. Chớ không còn vay tiền mượn nợ đói xin ăn thiếu như những ngày qua đã làm cho mẹ đau buồn. Nghe mẹ dạy khuyên giờ cháu đã hiểu ngon nguồn. Mẹ bảo rằng thọ tài như thọ tiền, lắm nợ nần cũng đồng dương mang. Có những đêm cháu thấy mẹ một mình ngồi đứng thở than, con tôi còn khờ dại chưa biết tu thân lập gì. Tôi muốn nó sau này thành nhân chi mì, nhưng nó lại vui chơi để cho đoạn than qua ngày. Rồi như nghẹn ngào như tức tuổi, nước mắt đầm đìa mẹ không nhớ mơ. Dầu chưa một lần cùng mẹ nói lời hứa hẹn, nhưng cháu nguyện với lòng là không làm mẹ khổ đau thêm. Trộm, mày nói như vậy nghĩa là sao? Nghe lời mẹ, cháu không dám ăn thiếu, ăn chịu hay vay tiền mượn bạc gì của ai nữa hết á. Tự cháu sẽ đi làm thuê làm mướn để lo cho mẹ. Vậy là kể từ hôm nay, mày không đến quán tụi này nữa chứ gì? Dạ phải. Mày không đến quán tụi này, rồi tiền nợ mày ăn thiếu, ăn chịu, chừng nào mày trả? Chú đừng có lo, chừng nào làm nên sự nghiệp lớn á, cháu sẽ tìm chú trả nợ. Làm nên nghiệp lớn? Nghe mày nói tao tức cười quá à. Mạng mày á là mạng con ruồi,
chừng nào mới làm nên nghiệp lớn? Không được, mày phải thay phiên đến nhà của tụi này mỗi người 5-3 bữa. Nếu mày bằng lòng như vậy, tiền nợ của mày tụi này bỏ hết. Bằng không hả? Nợ mày phải trả liền ngay bây giờ. Chết, mấy chú làm như vậy, mấy chủ nợ họ sẽ ào ào kéo tới xé xác cháu sao? Từ nãy giờ tôi làm thinh để hai anh nói nghe mà tội nghiệp cho thằng nhỏ. Không lẽ vì ham muốn cái lợi về mình rồi hai anh nỡ hại nó cho đành? Theo ý của tôi, chúng ta nên thương nó nhiều hơn. Ý đâu có được, đã ký tên nhận nợ, không trả cho người ta thì phải thưa quan. Thôi thì cháu hứa theo hai chú về nhà. Về nhà chú trước, sau đó tùy mày. Nếu tính như hai anh, vậy còn tôi chờ đến bao lâu? Cậu chọn mới được hai anh tha mạng. Đợi chọn đến nhà tôi chắc phải hụt hơi. Trời ơi khổ quá, biết anh làm sao. Thân cháu mà cứ ba chắc mạng không còn. Cháu chết rồi thì mẹ sống với ai? Có gì cháu khóc để từ từ rồi tính. Trời luôn soi chiếu, chắc mai sau cháu sẽ sáng giàu. Nhưng đó là chuyện tương lai chưa biết tháng năm nào. Còn bây giờ nếu cháu cần nỡ nhắn sẵn sàng bảo bọc dưỡng nuôi, đến quán cái gì dầu chẳng được cơm trắng cá tươi, nhưng với tình thương yêu thì sâu nặng, thì sẽ xem cháu như là con ruột không có cái tâm gian dối lọc nhường. Chị có nói gì thì nói, cậu chọn phải đến nhà tôi trước. Sao vậy? Đến nhà tôi trước mới đúng chứ. Bây giờ cậu trộm tính sao? Cháu với mấy đứa bạn thường chơi đánh tù tì với nhau để định thắng thua. Hay là bây giờ chú một, chú hai với dì ba đánh tù tì, ai thắng thì cháu sẽ đến nhà người đó trước ha. Anh tính sao? Được rồi, tôi đồng ý. Còn chị? Tôi cũng đồng ý. Vậy ha, vậy tôi với chị đánh tù tì trước ha. Bắt đầu. Đánh tù tì ra cái gì? Ra cái này. Trời ơi, bị đập rồi. Dì ba thắng rồi, cái búa đập cái kéo gãy rồi. Mời anh. Đánh tù tì ra cái gì? Ra cái này. Quang hô, dì ba thắng nữa rồi, cái búa bị cái bao nhốt rồi. Chớm, theo dì. Chào hai anh. Chào hai chú. Thôi rồi, nữ kê tán quá. Một con gà mái đã hai con gà cò.
Các cháu tập luyện cũng khá lâu rồi. Bây giờ các cháu tạm nghỉ, một lát sẽ tập lại. Nước và thức ăn đã có sẵn ở đằng góc sân kia. Các cháu cứ tự nhiên ăn uống cho khỏe để có sức mà tập luyện. Mai mốt các cháu đem võ nghệ ra giúp đời nha. Đó, huynh thấy thế nào? Có trọn niềm tin không? Sau khi vua Chiêu Tông bị Mạc Đăng Dung ra lệnh hành quyết được vài năm, cứ xin triều đình nhà Mạc thôi giữ chức cai quản ngục trung, rồi cùng vợ đến xứ này làm chỗ dừng chân sinh sống. Nhờ qua lại trên đất Lào buôn bán, tôi đã gặp được Nguyễn Huynh và tìm hiểu thiệt hơn mới biết là Huynh còn thương mến nhà Lê, nơi xứ người Huynh âm thầm làm nhiệm vụ chiêu mộ hiện tại chờ dịp khởi binh. Từ lúc ấy tôi đã có niềm tin vào đón Huynh về đại sự cùng lo, chung sức chung lòng diệt Mạc Phò Lê. Từ Lào về đây nhờ có Huynh đùm bọc, có nơi quy tụ cây căn trong làng, tập tành võ nghệ làm căn cứ địa nuôi quân. Trời còn thương nên việc chi cũng thành tựu. Duy có một điều làm lòng tôi vẫn chưa an, là biết tìm đâu ra quyết thống Lê Triều. Vì hoàng tộc nhà Lê đã bị Đăng Dung sát hại, giờ lấy danh nghĩa chi để dân chúng theo về. Vừa nghe Huynh nhắc đến điều trọng đại này, khiến tôi nhớ về chuyện của ngày xưa. Chuyện ngày xưa? Chắc là chuyện có liên quan đến hoàng tộc nhà Lê. Dù đăng đẳng năm tháng mà không thể quên làng, trong tâm nào phải mờ cánh xưa, cứ luôn làm lòng tôi ngày và đêm thương hoài người xưa. Người xưa ấy Huynh nói là vua đã cam kết, Chiêu Tông bị gia hình, Mạc Đăng Dung hành quyết chẳng thương tình. Phải, 15 năm trước đây khi có trách nhiệm canh chừng nơi giam giữ Chiêu Tông, tôi là quan cai ngục, biết mình sắp bị Mạc Đăng Dung sát hại, nhà vua mong muốn có hoàng nhi để nối dõi sao này. Có lẽ cơ nghiệp nhà Lê chưa đến lúc suy tàn, nên có thủy đào thương vua gặp nạn, nàng đã bằng lòng cùng vua sẽ ai chia ân. Khi biết rằng có lệnh của Mạc Đăng Dung sắp giết Chiêu Tông trừ hậu hoàng, nghe lời vua khuyên thị đào đi ẩn thân dấu dạng với mộ bào thai chưa tựu nên hình. Mãi đến hôm nay vẫn bặt vô âm tính, không biết ai nhi là gái hay trai. Nếu đến hôm nay thị đào vẫn còn sống thì đó là hy vọng cuối cùng còn nguyện thống ở nhà Lê. Có lý nào lời thần mách bảo là có thật? Nguyễn Huynh vừa nói gì? Đêm qua trong chiêm bao tôi thấy có một vị thần đến gặp tôi mách rằng tối hôm nay tôi sẽ được 3 lần gặp nó. Vị thần ấy còn nói rõ, lần thứ nhất hễ thấy rồng đen cuộn cây đích thị là thiên tử. Lần thứ hai, hễ thấy ai đội mũ sắt đứng trước 3 quân thì đó chính là vua. Lần thứ ba, thấy người nào nằm ngủ dáng hình chữ đại sang chữ vương thì hãy cung nghinh thánh chúa. Chỉ có hôm nay mà Huynh gặp vua đến những 3 lần. Giờ này Huynh còn ngồi đây với tôi thì chuyện gặp vua 3 lần trong ngày nay làm sao mà có được. Có lẽ vì nghĩ suy quá nhiều về người kế nghiệp nhà Lê nên tôi mới mơ mộng mà thôi.
Ông ơi, tôi đã về đây. Dạ, chị mới về. Hôm nay ngoài quán có đông khách không chị? Đông, đông dữ lắm Huynh ơi. Trời cho được vậy mới có kim ngân lương thực giúp cho Huynh vào nhà tôi lo đại sự chứ. À, đây có phải cậu Chõm mà bà đã nhiều lần nói với tôi không? Thần tài đó ông ơi. Mấy ngày nay nhờ cậu Chõm có mặt ở quán ta nên khách dù phương xa cũng ghé lại ăn mỗi ngày thêm đông. Bán hàng xong tôi liền đóng cửa vội vã về với ông, chỉ sợ ở nhà ông đông. Đúng là tình chồng nghĩa vợ, rừng càng già càng cay. Tôi với bà ấy xưa nay vẫn vậy, vợ chồng không con nhưng luôn hạnh phúc. Chồng nói vợ nghe sao trước đề quê. Còn cháu đây nhà cửa ở nơi nào? Trời đã tối rồi sao vẫn chưa về để mẹ cha trông? Kính thưa, nhà của con ở cuối làng này, cha thì đã chết lâu rồi, con chỉ còn một mẹ mà thôi. Con nghe dì ba nói ở đây vui lắm, có ông thầy dạy võ cho các thanh niên trai tráng trong làng. Con mới xin dì ba cho con theo dì đây để xem cho biết. Cháu có muốn học võ không? Dạ muốn. Nếu học được võ nghệ, cháu sẽ đánh những ai thường hay bắt nạt kẻ khác, nhất là những người dân cơ hàng đói khổ. Được rồi, cháu lại đứng gần cây cao kia xem mấy anh tập võ nha. Lúc nãy mấy cháu múa quyền, bây giờ múa con nha. Tôi xin phép lên nhà trước để lo việc buôn bán ngày mai. Nào, bây giờ bắt đầu đi. Có để ý thấy thằng nhỏ không? Nó đang xem tập võ rất là chăm chú. Ngoài cái chuyện ấy ra, nó ôm cây cao giống y như là rồng của cây. Hay đây là... Huynh muốn nói là thiên tử xuất thế phải không? Thôi đi huynh ơi, tưởng ai chứ cái thằng Chõm ăn chịu uống thiếu, nợ ngập đầu, trong làng này ai không biết thì là thiên tử cái nỗi gì. Kìa, huynh nhìn kỹ mà xem, có phải là thiên tử đầu đội mũ sắt đứng trước ba quân không? Nguyễn Huynh ơi, là Nguyễn Huynh, anh mê sảng rồi phải không? Thằng Chõm xem tụi nhỏ múa côn, có lẽ vì sợ côn trúng vào đầu nên nó lượm chảo gan bể của nhà tôi dứt bỏ đội lên che. Vậy mà anh dám tưởng tượng là thiên tử đội mũ sắt đứng trước ba quân cho được à? Huynh nói gì thì nói, nhưng linh cảm cho tôi biết đây chính là thiên tử. Thôi, bây giờ muốn biết thật hư ra sao á, tôi với huynh phải làm như vậy. Hôm nay tôi có chút việc phải đi, vậy
Vậy các cháu nghỉ tập sớm, đi về nhà, tối mai tập tiếp. Cháu ở đây chờ chú giây lát. Chú đi rồi trở lại, chú sẽ dạy cho cháu vài thế võ bí truyền để hộ thân. Dạ, cháu cảm ơn chú. Đó đó, huynh nhìn kỹ đi. Cậu ấy nằm đầu gối lên cái côn nè, hai tay bỏ xuôi nè, hai chân dang ra. Như vậy là cậu ta nằm theo kiểu gì? Hình như là chữ đại. Đúng là chữ đại, còn hình như cái gì nữa? Đó đó đó, cây côn nằm ngang trên đầu, hai tay bỏ trước ngực, hai chân xếp tròn. Đúng là chữ Dương. Đại Dương có nghĩa là vua, là chúa, là thiên tử. Như vậy là thần linh mách bảo không sai. Hôm nay ta đã ba lần gặp thiên tử, chọn chính là thiên tử. Điện hạ, điện hạ, thần là Nguyễn Kim xin kính mừng điện hạ. Chú gọi ai là điện hạ? Cậu Trộm ơi, cậu Trộm, có mẹ cậu đi tìm cậu nè. Mẹ! Ngộ tổ mày, con đi chơi tới giờ này chưa chịu về nhà, làm cho mẹ ngồi đứng không yên, phải đi tìm đi kiếm hả? Kìa, Thủy Đào, Thủy Đào, có phải Thủy Đào đây không? Con người là quan cái một ngày xưa. Tôi thần sinh ra mắt coi kìa, sao ba cái ngục lại làm như vậy? Đứng lên đi. Nương nương, xin nương nương hãy để cho kẻ tôi. Phổ phục cho trọn đạo với người, xin cảm tạ Phật trời cho có buổi trùng quang. 15 năm trời cách xa, 15 năm dìm nổi phong ba, vậy mà nương nương vẫn lo tròn lời ký thác của chiêu bông. Nguyễn huynh ơi, nương nương đây là người trước kia cùng đức vua trao tình, và máu quân Dương đã tưởng nên hình. Đây là dòng dõi nhà Lê. Thần là tôi của Lê vua, đang tìm người hoàng tộc của Lê Triều. Vậy nương nương có tính vật gì gọi là để làm tin? Đây là ân tín của vua trao từ hôm nào cho đến bây giờ tôi vẫn còn gìn giữ. Dù đã trải qua bao phen nhất sanh thập tử, nhưng báu vật này đây, từng phút từng giây nó luôn ở bên tôi như bóng bên hình. Đúng là ân tình của vua Lê. Thôi mọi người hãy bình thân, chúng ta đây là chỗ thâm tình. Nếu các ngài còn biết hướng về Lam Sơn thuở xưa tụ nghĩa, biết chung lòng giết mã Thọ Lê, các ngài hãy kêu gọi dân chúng theo về, hãy như thái tổ ngày xưa dừng nước.
và nguyện một lòng trung với Chúa. Mẹ ơi, chuyện này là sao hả mẹ? Chờ đợi có ngày hôm nay tôi Chúa hiệp hòa. Để cùng chung lo dành lại sáng hà. Điện hạ đây là giọt máu của Chiêu Tông còn lưu lại, nương nương đã giữ gìn dấu tích của vua Lê. Thưa điện hạ, thần là Nguyễn Kim, từ lâu ẩn giặc lo việc mãi mã kiêu binh. Nay tiếp nối nhà Lê có điện hạ, danh nghĩa rõ ràng, dân chúng sẽ đề theo. Thay mặt điện hạ, ta xin cảm ơn các ngài và những mong các ngài sớm thành công đắc thắng. Chúng thần xin tuân lệnh nương nương. Trùng trùng của dây chỉ còn ta nơi cảnh chiến. Mạc Đăng Dung đang trong bước cùng đường, đã hết tiếng thoái. Hãy cho Nguyễn Kim, giỏi cho Nguyễn Kim, đã từ lâu trên đất Lào thiếu binh mãi mã. Nay kêu quân về bỏ lễ phục quân bằng đường thắng. Càng sang chốn này chúng dần tất cả theo về đường hoàng của Chúa nhà Lê. Giờ ta biết liệu sao đây, tướng sĩ bao binh kẻ chết người hàng, kẻ nghĩa tao đàn tôi ta xin mi. Mạc Đăng Dung còn nhớ ta chăng? Nguyễn Kim người của Lê Triều, một chức nhân về vì ngươi mà bao người thái thác hoàng. Ngươi đã tiếp vị diệt Lê, cả hoàng gia đều bị đầu rơi. Các trung thần người thì tuẫn tiếc hy sinh, còn người không đi biển biển không về. Tội lỗi ngươi làm giờ không thoát được đâu. Mạc Đăng Dung ngươi phải chết. Thiếu nợ chúng tôi. Dạ, có sổ nợ đàng hoàng đây. Sổ đã ghi tên chúa ngày xưa, với tay không chúa còn nghèo, quán tôi chúa thượng chịu. Và đây sổ này có tên người đây nè. Mấy tháng luôn cứ em, nào là cơm chè xôi, bánh thiết khoai suốt năm,
vọng ăn tiền thì không thua này chúa được danh vọng thì xin làm ơn trả tiền nợ đần. Có chuyện này thật sao? Quả đúng là như vậy, vì chuyện này tôi có biết. May quá, đã có chị ba này làm chứng việc chúa thiếu nợ chúng tôi. Thôi, được rồi, phiền vợ chồng huynh ra ngoài ấy gặp quan Trịnh Lương bảo rằng lĩnh của tôi mau xuất ngân trả nợ cho chúa. Dạ, hai anh đi theo chúng tôi. Vậy là có tiền rồi. Tiền có tiền rồi, có tiền. Tội nghiệp cho chúa ra đời gặp lúc phong ba biến đổi nên mới lâm vào cảnh khốn cùng. Xin chúa trả nợ cho chúng tôi. Trả nợ cho chúng tôi. Lại có chuyện gì nữa vậy? Cấp báo, cấp báo. Chúa nợ nần quá dữ, dân chúng đang quyết tử đến rồi. Gặp chuyện này không phải nhỏ nhoi, nó trình lại chờ gọi huynh phân xử. Chờ coi gì nữa, chúa nợ bao nhiêu thì cứ tiếp tục trả cho người ta, để chậm trễ còn gì thanh danh của chúa. Tiếp tục trả nợ. Tân lên. Còn chúng tôi nữa, xin trả, trả cho chúng tôi. Xin trả cho chúng tôi. Nguyễn huynh, Nguyễn huynh ơi, Nguyễn huynh ơi, tình thế này làm sao giải quyết? Nợ gì đâu mà nợ tư tung. Thiên hạ đến rồi, điếp điếp trùng trùng. Nhiều lắm huynh ơi. Chúa xanh mặt, vợ chồng tôi cũng xanh mặt. Thôi thôi các khanh ơi, áo mão xiêm y của trẫm giờ đây nó bày hày xốc xếch. Hậu quả của nợ nần trẫm xin chịu hết, chỉ sợ ngày sau sách sử lưu truyền. Rằng nợ như chúa chọn mình thì phiền thật. Vì tuổi còn nhỏ dài nên không đo lường được chuyện mai sau. Cũng tại dân làng cứ tìm trẫm cho mượn cho dai, cho ăn cho uống, rồi tự tay ghi vào sổ nợ. Tất cả sự gì xem như đã lỡ, làm cho chúa chợt ngày nay khổ bởi nợ. Lẽ biết hoàng nhi nay đã là chúa, một đồn người thiên hạ động lòng tham. Nợ xưa giống một tinh chân, giờ ta có trả cả năm vẫn còn. Muôn tâu, quả đúng như vậy. Lúc nãy chính thần trông thấy tận mắt, nhiều người thấy kẻ kia đòi được nợ nên cũng chen lấn lại gần chúa kể ân kể nghĩa. Kẻ tính là năm quan, người kể thành mười. Thành ra cuộc truy nợ đông như đám hội, càng trả nợ chủ nợ đến càng nhiều. Thần có cách ngăn cuộc đòi nợ này. Xin chúa truyền lệnh viết lên giấy hai chữ cấm chỉ, dán ở ngã ba đường. Nếu ai còn đòi nợ chúa hãy mang tội chém đầu. Được, cấm truyền, cấm chỉ. Vua Ngô 36 tàn già, hát chuông âm phủ chẳng mang được gì. Nợ như chúa trộm lạ kỳ, hát chuông âm phủ kém gì vua Ngô. Thank you.